Mời quý vị lật ra trang số 139. Chúng ta tìm hiểu đến phần 4 phẩm sa môn quả. Nói đến chữ 4 phẩm sa môn quả, chúng ta nhớ tới câu chuyện của một vị ngoại đạo 120 tuổi gặp Đức Phật. Và bà Đức Thế Tôn ở trong giáo pháp của Bà La Môn, trong giáo pháp của các ngoại đạo nói như thế, tại sao trong giáo pháp của Đức Thế Tôn nói như thế thì nghĩa làm sao? Và Đức Phật nói thôi đi, giờ này còn hỏi chuyện ấy nữa, sắp nước bàn rồi mà Phật sắp nước bàn rồi, giờ là ta đi hỏi chuyện ấy nữa ha. Phật nói một câu rất là tuyệt vời là gì? Là ngươi phải biết rằng ở trong giáo pháp của ta, và chỉ có trong giáo pháp của ta mới có 4 quả sa môn, còn tất cả các giáo pháp khác hoàn toàn không có sự xuất hiện của 4 quả sa môn. Mà do không có 4 quả sa môn cho nên nó không có biểu hiện con đường chứng thánh, con đường thoát được sanh tử. Do đó cho nên hãy học cái gì, học giáo pháp của Như Lai để ra khỏi sanh tử, tìm cái quả thánh cho mình. Kinh văn nói rằng một thời Bạc Già Phàm trụ ở trong vườn cấp cô độc rừng Thở Đa, thành Thất La Phiệt. Bây giờ Thế Tôn bảo chúng Bí Xô có 4 quả sa môn, đó là quả Dự Lưu, quả Nhất Lai, quả Bất Hoàng và quả A La Hán. Như vậy thì bây giờ đây Tôn giả Mục Kiền Liên giải thích cho chúng ta hiểu thế nào gọi là quả Dự Lưu. Dự tức là dự vào, lưu tức là dòng, là dự vào dòng, dòng đó là chỉ cho dòng thánh giải thoát. Thế nào gọi là quả Dự Lưu? Quả Dự Lưu có hai, một là hữu vi, hai là vô vi. Quả Dự Lưu hữu vi là gì? Đó là đích của quả và của đích ấy, đích của đích ấy, đích của quả và đích của đích ấy. Nghĩa là sao? Tức là các vị học tốt nghiệp chương trình trung đẳng Phật học, đó gọi là đích, được cái chương trình trung đẳng Phật học. Và ở trong chương trình trung đẳng Phật học đó, các vị lượm lẹt từng món gì, thì đó là đích của đích. Hiểu chưa hả? Giờ hiểu không? Đọc cái câu này hơi khó lung tung, nhưng mà đưa ra ví dụ như vậy thì rất là dễ hiểu, phải không? Cho nên nó là đích quả Dự Lưu. Thì chúng ta biết rằng cái khả năng của vị Dự Lưu này là có cái gì, họ đoạn trừ được cái gì, họ thành tựu được cái gì, đó gọi là đích của đích. Các pháp hữu học như là gì? Như là kinh, như là lực hữu học, như là thi la hữu học, thiện căn hữu học, tám pháp hữu học và các pháp hữu học khác, đó gọi là quả Dự Lưu hữu vi. Chẳng hạn như là các hữu học như là gì? Là căn. Căn là chỉ cho gì? Chỉ cho sáu căn, chỉ cho những thiện căn mà chúng ta huân tu được, đây gọi là căn. Hữu lực hữu học tức là cái sức mạnh nhờ sự học tập. Hôm nay chúng ta biết điều này một chút, ngày mai chúng ta học một chút nữa, chúng ta thấy còn nhiều thứ khó khăn, nhưng dẫu sao nữa chúng ta biết được hai chuyện còn hơn là không biết chuyện nào. Và chúng ta học xong một chương trình sơ trung đẳng thì chúng ta thấy mình biết tới đó, bây giờ lên chương trình cao đẳng chúng ta thấy chúng ta dễ dàng tiếp nhận những cái loại lý thuyết này. Còn những điều này nếu như đem hướng dẫn cho chương trình sơ trung đẳng, cái cảm nhận của họ hoàn toàn khác. Thầy hướng dẫn hai lớp ngồi ở chương trình sơ trung đẳng cũng một cái câu chuyện như vậy, mà nói nhìn trên mặt của họ, họ cảm thọ khác hoàn toàn. Các vị nói, các vị cảm nhận được liền. Cũng có thể rằng là quá trình các vị học quen rồi,
mà quen cách nghĩ, cách tiếp cận. Nhưng sự thật là ở trong tâm của các vị đã có cái gì? Đã có cái lực hữu học. Tức là nhờ cái sức mạnh của học tập đó mà mình mới thông suốt được. Rồi thi la hữu học, tức là những cái học giới mà mình thi la tức là giới đó. Tức là gì? Là những cái học giới mà mình học tập được. Rồi thiện căn hữu học, tức là những thiện căn mà mình tu tập được do quá trình phát nguyện giữ giới mà nó sinh ra thiện căn. Tám pháp hữu học là chỉ cho tám chi thánh đạo phẩm. Các pháp hữu học khác là gì? Đó gọi là quá dữ lưu. Các pháp hữu học khác là cái gì? Từ từ giải thích đó nghe. Không phải quá dữ lưu vô vi là gì? Là trong quá này sự vĩnh viễn đoạn trừ ba kiết sử tham sân si, vĩnh viễn đoạn trừ ba kiết sử và sự vĩnh viễn đoạn trừ các kết pháp khác, tức là sự vĩnh viễn đoạn trừ 88 pháp tùy miên và sự vĩnh viễn đoạn trừ các kết pháp khác, đó gọi là quả dự lưu vô vi. Vâng, như cô Hoàng Lương mới nói vừa rồi á, là cái câu trước này là tám pháp hữu học và các hữu học khác, tức là những cái phẩm còn lại trong 30 pháp đại đạo. Đó, thành tựu những điều đó gọi là thành tựu cái quả dự lưu hữu học. Còn đến cái quả dự lưu vô học thì sao? Ở trong đó đoạn trừ căn bản là tham sân và si. Nhưng mà nói rõ ra thì phải thấy rằng là nó đoạn trừ 88 pháp tùy miên và những cái gì, những cái đoạn trừ khác nó cũng dựa trên cơ sở của 88 tùy miên này. Đó là cái gì? Là quá vị vô vi. Bây giờ nói chỗ này là rõ ra chứ không hiểu. 88 hữu hạn là gì? Chúng ta để ý nè, nó chỉ làm 4 cảnh giới thôi, không có gì hết á. Đây là khổ nghe, chúng ta biết rồi, tập rất là dễ hiểu, diệt đạo à. Như vậy thì ở trong cái quán khổ hiện tại mà nó chi phối chúng ta là nó có 10 loại. Thứ nhất là tham, thứ hai là sân, thứ ba là si, thứ tư là mạng, thứ năm là gì? Nghi. Thứ sáu là gì? Phải là kiến. Thân kiến. Rồi gì nữa? Biên kiến là kiến thủ. Gì nữa? Giới cấm thủ không? Giới cấm thủ. Và gì nữa? Tà kiến. Được chưa? Như vậy thì đây gọi là 10 cái quả khổ mà nó chi phối chúng ta. Bây giờ cái nguyên nhân mà sinh ra 10 quả khổ này nó có mấy nguyên nhân? Cái khổ, cái tập là cái nguyên nhân của nó. Nó có 7 nguyên nhân. Cái đó là 10 nghe. Đó là 7. 7 nguyên nhân. Cái nhân trừ cái gì? Hả? Trừ thân kiến, biên kiến và giới cấm thủ. Bởi vì sao? Bởi vì cái nguyên nhân cái trong tâm mình á, trong tâm mình á, nó làm sao mà cái nó có phạm vi của giới được, nó có chạy vòng đủ thứ thôi. Đó là cái nhân này, là cái quả này. Đó, như vậy thì còn cái thân kiến thì trong tâm mình mà mình đến với cuộc đời này mình đâu có đến bằng tâm mà đâu có mang cái giới gì đâu, rồi cũng không mang cái thân theo được, cũng không mang cái biên kiến theo được. Nhưng mà khi ra cuộc sống bắt đầu á, là chúng ta ở trong môi trường gặp thầy tà bản ác thì họ giữ những cái giới phi lý, như thời của Phật tại thế có những người khổ hạnh đến sát phi lý thì chúng ta bị ảnh hưởng bởi họ thuyết phục và chúng ta làm theo họ, đó gọi là giới cấm thủ. Rồi chúng ta suy nghĩ sai về cái giá trị tồn tại của thân mình, cho nên chúng ta rơi vào ngã chấp của thân kiến,
Hoặc là chúng ta chỉ biết một việc thật là dối, nhưng mà những việc khác chúng ta không biết, mà chúng ta cứ khăng khăng về cái biết đó, thì đó gọi là biên khiếm, đúng không? À, như vậy thì cái trong cái phạm vi của cái nguyên nhân của nó là chỉ cái bảy thôi, là nó trừ ba là thân kiến, biên kiến và giới cấm thủ. Còn ở trong diệt đế thì nó cũng vậy, nó có bảy, nó cũng y chang là 10 loại phiền não này, nhưng mà trong cái diệt đế này á, nó có bảy, nó cũng trừ thân kiến, biên kiến và giới cấm thủ. Còn ở trong đạo đế thì sao? Ở trong đạo đế thì nó có 8, nó là nó trừ thân kiến, biên kiến và giới cấm thủ, thì nó vẫn có ở trong cái đường tu. Tại vì khi tu mình phải có cái giới cấm mình mới tu tập được, còn tu rời khỏi cái sự giới cấm thì không thể tu được, cho nên trong này nó 8. Như vậy thì ở đây chúng ta cộng là 10 7 7 8 là bao nhiêu? Bao nhiêu hả? 32 phải không? Đó, chúng ta nhớ số 32 đó. 32 cảnh giới này á là 32 cái phiền não ở trong gì? Trong dục giới. Cho nên đây là trong cõi của dục này. Ha, được chưa? Dục giới. Được chưa ha? Đó là dục giới đó. Rồi, như vậy thì bây giờ chúng ta chiêm nghiệm thêm là khi lên tới gì? Sắc. À, vô sắc. Thì ở sắc ấy nó còn mấy? Nó không có xuất hiện cái gì? Sắc giới là cõi gì? Cõi trời. Cõi trời không có ai nối xong. Nếu như có xong không thể lên cõi trời được. Cho nên là ở trong bốn cái khổ tập diệt đạo ở trên cõi trời thì đều trừ xong, thành ra là 32 trừ 4 còn 28, đúng không? Và ở trong vô sắc cũng vậy, nó là cái cõi trời cao hơn nữa thì nó cũng trừ xong thì còn 28. 28 cộng 28 là bao nhiêu? 56. 56 cộng 32 là nhiêu? 88. 88 cái này gọi là gì? Kiến hoạch. Hoạch tức là gì? Là hoạch nghiệp, là chi lấp, là cản trở, là làm cho chúng ta chướng ngại. Đây gọi là 88 món kiến hoạch. Được chưa? À, cho nên trong cái con số 88 này, chúng ta thấy này, đó là vĩnh viễn đoạn trừ 88 gì? Tùy miên. Tùy miên ta làm một loại kiến hoạch đó. Không cần chú nghe để chú từ từ lấy sâu. Nếu mà chỗ này chưa hả? 88 kiến hoạch. Như vậy thì khi nào mà đoạn trừ 88 kiến hoạch? Khi nào đoạn trừ? Tại khi mình hiếu rồi mà nó bị ra đoạn liền chứ có gì đâu. Tại vì mình không hiếu cho nên mình bị nó làm nó giỏng nhất. Còn cái mình hiếu rồi thì hết, đúng không? Tại mình không biết cho nên mình thờ tới giới điện nó giật chơi. Nhưng mà khi nó giật thì mình biết rồi thì mình chạy thờ thấy nữa. Cho nên mình biết, tức là mình không bị nó sai lầm nữa. Cho nên cái sai lầm ở trong 88 lĩnh vực này là do mình chưa biết. Còn khi mình đã biết được trong tướng của nó thì chắc chắn mình không còn sai lầm nữa. Không còn sai lầm là trên cái biết, còn thực hiện được là chưa chắc, hiểu không? Trên mạch nhận thức, trên mạch biết là chúng ta sẽ không còn sai lầm nữa. Như vậy thì thưa quý vị, là các vị học đạo là các vị sẽ biết, đúng vậy không? Thì học cẩn thận, học kỹ lưỡng, học mà chín chắn, nghiền ngẫm, sáng suốt rõ ràng, thấu triệt nó là chúng ta hết mơ lầm vào nó, thông suốt vào nó là chúng ta hết mơ lầm. Và khi chúng ta hết mơ lầm vào 88 loại này là chúng ta đi vô gì? Dự lương, thấy chưa? Và các vị đang phát tâm đi học này á, là các vị sao? Dự lưu hướng, đó là hướng, đang hướng tới. Thấy cảnh giới này không? À, như vậy thì đây là 88 kiến hoạch. Khi chúng ta thông hiểu giáo pháp thì chúng ta chấm dứt sự mơ lầm của nó. 88 kiến hoạch. Anh này là cái anh mà do ở đời mình quen trong cái văn hóa địa phương, anh này tà kiến là cũng do người ta bày sai trái, thì gặp thầy tà bản ác nó bày bậy,
Rồi kiến thủ tức là cái sự chấp trước này, báo thủ chịu bỏ, biên kiến là chỉ vô ánh bên thôi mà tổng quát là sai lầm. Còn thân kiến là chấp ngã, sống đó. Rồi cái nghi ngờ, nhưng mà khi mà biết rõ thì cũng hết nghi. Còn bốn cái anh này, tham, sân, si, mạn. Mấy này không có dễ dàng đâu nghe. Đó. Cái hai con chó nó nhỏ hơn mà nó hái miệng to hơn mà nó lớn hơn. Thấy không? Tức là nó ngã mạng đó, nó chịu thua. Nó tìm cái lý do nào đó để nó hơn. Thành ra là cái mạng. Còn cái tham sân si là mình biết được tai hại, mình biết được nó xấu xa, mình biết được sự vận hành của nó, nhưng mình bỏ nó không có đổi. Cho nên đây gọi là cái thứ nặng nề, cái thứ mà y ạch, cái thứ mà không dối gian thì đoạn trừ. Đây gọi là gì? Là tư hoạch. Cho nên đây gọi là 88 kiến hoạch. 88 kiến hoạch nha. Còn tư hoạch thì sao? Tư hoạch là 81, mà số là 81 từ đâu mà ra đây? Từ đâu ra đây? Thì chúng ta biết rằng là bốn anh tham sân si mạng, bốn anh là bốn anh đơn giản này thôi. Nhưng mà cái mức độ của bốn anh này á là có sâu có cạn khác nhau. Có anh là giống như là ngu gia triều ha, như vậy. Có anh vậy á, là cha mẹ cũng khờ khạo, rồi sinh ra mình cũng khờ khạo theo, tức là ngu gia truyền á, ngu gia truyền. Trong luật trong ba thì chúng ta biết rồi, như du già thì nó là ngu độn gì thượng thấm, ngu độn thượng thấm. Như vậy thì cái đồng độn này á, là cấp nặng, rồi có những người sơ sơ, có những người ít hơn. Cho nên ở trong cái mức mà tham sân si mạng mà nó cao thì đó là dạng thượng phẩm, còn cái dạng nhẹ nhẹ hơn gọi là trung phẩm, dạng thấp hơn là hạ phẩm. Nhưng mà ở trong thượng phẩm thì nó có là thượng thượng, thượng trung, thượng hạ. Còn ở trong trung ấy thì nó là trung thượng, trung trung, trung hạ. Còn ở trong hạ thì nó là hạ thượng, hạ trung, hạ hạ. Cho nên là nó có chín tầng bậc như vậy. Tham sân si mạng mà nó có chín tầng bậc khác nhau. Chín tầng bậc khác nhau này nó được hình thành ở trong ba cõi. Đầu tiên là ngũ thú tạp cư địa, thứ hai là sơ thiền, thứ ba là nhị thiền. Ba cánh này nằm ở trong dục giới. Còn là gì? Tam thiền và tứ thiền thì nó đi trong gì? Trong sắc giới. Và không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tướng phi tướng xứ là nằm trong cái giới vô sắc giới. Như vậy thì nó có chín địa, từ thấp là ngũ thú tạp cư địa, rồi lên tới sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, là tới bát không á, là tới chín địa, mà chín nhân với gì, nhân với chín cái bậc như vậy thì đó gọi là 81 tư hoạch. Hiểu được tư hoạch chưa? Mà cái tư hoạch này á không phải nhận thức vừa nó là nó có thể biến mất, mà phải có quá trình công phu tu hành nó mới đoạn trừ được. Hiểu không ạ? Cho nên cái ví dụ như cái tham biết nó xấu, ý thức nó xấu, nó hại mình, nhưng mà mình biết nó không thể đoạn trừ được nó, và mình phải ngồi tu tập bằng cách là bố thí thì nó mới đoạn được cái lòng tham. Rồi ví dụ như mình sân thì mình quán từ bi. Từ bi bằng cách nào? Mình thấy rằng cái nỗi khổ của mình so với cái nỗi khổ của tất cả chúng sanh cộng lại thì chính là bao. Cho nên mình thấy chúng sanh còn quá khổ, thành ra mình không có gì than van, mình tìm cách mình làm cái gì đó cho chúng sanh bớt khổ đi. Và cái nhờ giúp cho chúng sanh bớt khổ mà mình cũng được công đức tăng trưởng, và công đức tăng trưởng này mình có hạnh phúc, và thậm chí mình chấm dứt luân hồi. Cho nên chúng sanh, đối tượng chúng sanh trở thành cái đối tượng mà mình tu hành. Như vậy thì trong cái quán từ bi của tâm và cái hành động thì lúc bây giờ nó mới sinh trưởng được cái lòng từ bi, vậy đoạn trừ được xong. Còn muốn đoạn trừ được si thì phải học pháp, đặc biệt là quán 12 nhân duyên, vô minh hành thức danh sắc lục nhập, quán chiếu cái sự tương tác của tổng quát của những yếu tố trong cuộc sống xã hội, thì lúc bây giờ nó mới sinh ra trí tuệ nhận thức. Thì đây gọi là hay là nó chấm dứt được cái si. Như vậy thì rõ ràng là biết si, si nó không có mất. Học về si, si nó cũng không mất.
nhưng mà tu tập nó mới mất. Rồi ngã mạn cũng vậy, ngã mạn nó hại mình tới mức nào thì mình tu tập nó mới mất. Đây gọi là đoạn trường được thì phải có công phu. Như vậy thì trên phương diện 88 kiến hoạch, chúng ta chỉ cần học đạo là chúng ta thông triệt được, chúng ta thông hiểu giáo pháp là chúng ta đoạn trừ được cái sự mê lầm. Nhưng mà đoạn trừ được cái sự chi phối của tư hoạch thì chúng ta phải tu mới đoạn trừ được. Đó được chưa hả? Rồi. Như vậy thì ở trong đây nói này là vĩnh viễn đoạn trừ các kết pháp khác. Các kết pháp khác là chỉ cho 81 tư hoạch đó, tức là sự vĩnh viễn đoạn trừ 88 tùy miên và sự vĩnh viễn đoạn trừ các kết pháp khác, tức là đoạn trừ 88 kiến hoạch và 81 tư hoạch. Người đạt được điều đó thì gọi là gì? Là dự lưu vô vi. Còn đa phần chúng ta học đạo thì hơi dừng lại ở mức là dự lưu hữu vi. Dự lưu hữu vi, thành ra người đạt được cái dự lưu hữu vi ấy, thì ở trong trong chú giải có nói một câu là gì? Là thánh giả cụ phượng. Chữ này vui lắm. Thánh giả cụ phượng là sao? Tức là bậc thánh mà còn đầy đủ những ô trượt. Cụ là đầy đủ. Thánh giả cụ trượt, tức là cụ là đầy đủ những cái tiền phượng đó. Những cái tham sân si mà nghĩ ác kiến nó vẫn còn vận hành, nó chưa có dừng nghĩ được. Cho nên mặc dầu đạt được cái thông hiểu của thánh rồi, nhưng mà cái chi phối của tham sân si mạng nó vẫn còn chi phối, người này chưa có bỏ được. Cho nên gọi là cụ phược, tức là vẫn còn đầy đủ những cái tiền phược này. Thánh giả cụ phược, họ vẫn thánh chứ, thì họ thấu hiểu mà. Thánh giả cụ phược, nhưng mà thực ra câu này Đức Phật nói cho nghe ráng tu sao không biết nữa. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục mục thứ hai là gì? Là nhắc lại. Giờ chúng ta tới đây là chúng ta biết rằng là khi nào chúng ta đạt được đó là dự, chúng ta đang là dự lưu hướng phát nguyện chứng quả, và chúng ta gì? Chúng ta đạt được cái dự lưu hữu vi chưa? Tức là chúng ta ráng biết đâu hết cái chương trình cao đẳng này nó đạt được cái dự lưu hữu vi, và chúng ta biết thành đó dự lưu hữu vi. Dự lưu hữu vi, dự lưu hữu vi là dự lưu hướng là chưa thông gọi là dự lưu hướng, nhưng mà khi thông hiểu thì gọi là dự lưu hữu vi. Dự lưu hữu vi này á là cái loại dự lưu là thánh giả cụ phước. Tức là hơi thấu hiểu rồi, nhưng mà cái triều phượng nó còn nguyên đó. Tôi biết gì vậy nghe, nhưng mà đúng là tôi dẫn nó đáng nghe, đúng tôi biết vậy, nhưng mà đúng tôi dẫn tham dẫn sân si bình thường. Tại vì mình chưa có đoạn, mình hiểu rồi, tôi biết hết, đừng giảng tôi nghe, tôi biết hết á. Nhưng mà tôi chưa đoạn được, tại vì tôi chưa ngồi xuống, tôi chưa có thiền định, tôi chưa có bằng những công phu để bứng lên tận gốc của nó. Nhưng mà thì đó là dự lưu hữu vi. Còn đạt được dự lưu vô vi, sao lại đạt được dự lưu vô vi là gì? Là chúng ta phải sao? Chúng ta phải đoạn hết là 88 kiến hoạch và 81 tư hoạch, được chưa? Đó, như vậy thì chúng ta phân biệt là trong cái dự lưu nó có 3 cấp: dự lưu hướng, dự lưu hữu vi và dự lưu vô vi. Những cái giới này là một Phật tử mà chúng ta học tới đây chúng ta không thông hiểu là không được đó. Nó là một cái nước thang, là một cái tầng bậc, là một cái sơ đồ rất rõ ràng, chúng ta nhất định không còn được mơ hồ nữa. Nhưng thầy nhắc lại là tham sân si mạn nghi, rồi thân kiến biên kiến tà kiến, kiến thủ với cấm thủ. Đó là 10 món phiền não khổ đau, những 10 món triền phược nó làm chúng ta điên đảo suốt ngày. Nhưng mà cái nguyên nhân gây ra nó thì nó có 7 thôi, chứ không phải như vậy. Trừ là thân kiến biên kiến và giới cấm thủ, và ở trong cảnh giới của diệt đế thì nó cũng vậy, nó chỉ xuất hiện là 7. Và ở trong đạo đế thì phải dựa vào giới để tu hành, cái xuất hiện giới cho nên nó vẫn bị sự ràng buộc của giới, gọi là giới cấm thủ. Như vậy thì nó 8, thành là cộng 3 cái yếu tố này lại ở trên 4 phương diện khổ tập diệt đạo thì nó là 32. Nhưng mà ở trên cõi trời thì sao? Thì sắc thì nó mất 4 cái sân, vô sắc nó mất 4 cái sân, thành ra là còn 28 cộng với 28 là 56. 56 cộng ngược lại với nó là nhiêu?
32 là 8, 18 mô tả cái sự chi phối của nó từ thấp tới cao. Đấy, như vậy. Và khi mà chúng ta thông hiểu nó thì tự nhiên là chúng ta đạt được dự lưu hữu vi. Dự lưu hữu vi. Và dự lưu hữu vi còn có một tên khác là thánh giả cửu phước. Cũng được rồi, hơn là không có chỗ nào. Cái cửu phước cũng được hơn là coi như là phàm phu mà cửu phước nữa. Là mới khổ không? Thánh giả thì ít nhiều lúc đó tự nhiên cái giật mình biết à, như vậy vậy thôi mình tu cho rồi thì cũng được, còn phàm phu là cỡ như không hiểu gì cả. Và thậm chí còn cho rằng đó là chân lý nữa. À. Rồi, bây giờ tiếp tục quả thứ hai, đó là quả Nhất Lai. Thế nào là quả Nhất Lai? Quả Nhất Lai có hai, một là hữu vi và vô vi. Vẫn chưa như vậy. Quả Nhất Lai hữu vi đó là đất của đất và đất của đất ấy. Các cấp hữu vi như là căn lực hữu học, thi la hữu học, thiện căn hữu học, tám pháp hữu học và các pháp hữu học, đó gọi là gì? Là quả Nhất Lai. Nhất Lai hữu hữu vi phải không? Rồi cái mức độ tu chứng của quả Nhất Lai nó khác nhau. Tức là họ cũng đoạn tham sân si, căn bản cũng 88 kiến hoặc tư hoặc họ đoạn, nhưng mà cái tham sân si họ đang đoạn chưa hết thì họ chết. Cái thân mạng của họ tu chưa xong, chưa diệt được hết thì họ chết. Họ chết cho nên đó, họ phải trở lại cõi đời này đầu thai lại một lần gọi là Nhất Lai. Và họ mất một đời quay trở lại cũng đầu thai làm người và tiếp tục họ tu nữa. Họ phải mất một đời đoạn trừ nữa họ mới chấm dứt. À, đó gọi là do Nhất Lai là như vậy, tức là họ đoạn chưa xong, làm chưa xong. Quả Nhất Lai vô vi là gì? Là trong quả này sự vĩnh viễn đoạn trừ ba kiết sử và sự vĩnh viễn đoạn trừ các kết pháp khác, tức là vĩnh viễn đoạn trừ những cái kiết sử tham sân si đó và những cái tư hoạch tham sân si đó được đoạn trừ hết 88 trì miên và vĩnh viễn đoạn trừ các kết pháp khác, tức là 81 tư hoạch cùng với sự vĩnh viễn đoạn trừ ba phần đa phần tham sân si. Hiểu không? Là đoạn trừ đa phần chứ chưa phải là toàn phần. Đoạn trừ đa phần và sự vĩnh viễn đoạn trừ đa phần các kết pháp khác, đây gọi là quả Nhất Lai. Nói chung là trên 88 kiến hoạch và tư hoạch đoạn trừ đa phần chứ chưa có sạch, thành ra phải trở lại cõi này. Thành ra bây giờ chúng ta chỉ còn quán chiếu là ở trong nhất, ở trong dự lưu mà vô vi thì họ bắt đầu họ tu được rồi, họ đã chế ngự được nó rồi, nhưng mà bắt đầu họ đang đoạn trừ thì mới cái dự vào hàng thánh, chưa có phải rằng mà thường thường anh em dự lưu ấy, nó còn trở lại cõi này tới bảy kiếp, thành ra có chỗ gọi là Thất Lai ấy, tới bảy kiếp. Còn nếu như mà đoạn trừ được đa phần thì chỉ cần trở lại một kiếp thôi gọi là Nhất Lai. Vẫn dựa trên cái yếu tố là 88 kiến hoạch và tư hoạch chúng ta đoạn tới đâu, đoạn được phần nào chúng ta đang biết mình ở vị trí đó. Đúng là bất hoàng thì sao? Thế nào gọi là quả bất hoàng? Quả bất hoàng có hai, một là hữu vi, hai là vô vi. Quả bất hoàng hữu vi đó là đất của quả và đất của đất ấy. Ở trong hữu học nó cũng giống như vậy, nó cũng giống như là quả bất hoàng. Chỉ nói là quả Nhất Lai cũng giống, cái nội dung cũng giống như vậy. Ở trong chương trình của vô vi nó cũng giống như vậy, cũng không khác gì. Nhưng mà ở đây nói rằng là gì? Là sự đoạn trừ 92 tùy miên và sự vĩnh viễn đoạn trừ các kết sử khác, đó gọi là gì? Đó gọi là quả bất hoàng vô vi. 92 tùy miên là gì? Là 88 kiến hoạch và bốn bộ tư hoạch. Bốn bộ tư hoạch là tham sân si mạn, là 90 12. Cho nên cái con số 92 này mình nối tách cho thực ra phải nói rằng nó gồm đủ cả gì, cả 88 kiến hoạch và 81 tư hoạch. Nhưng mà ở trong cái quả bất hoàng này ấy, thì mình chỉ đoạn được cái gì hả? Mình đoạn được là bốn cái tư hoạch ở trong cảnh giới của dục giới.
hiểu không? Chỗ này hình dung được không ạ? Bây giờ ta nói lại này, bây giờ là đang nói chỗ cái Bắc Hoàng nghe, thì chúng ta đặt câu hỏi, tức là chúng ta đặt câu hỏi là tại sao phải hoàng, mà vì sao Bắc Hoàng? Chúng ta phải biết rằng chúng ta còn cái nhân ở đây là chúng ta phải trở lại, mà chúng ta hết cái nhân thì chúng ta không trở lại, tại vì mình không còn cái nhân nào để trở lại được nữa, thì mình tới đây làm sao mình tới được? Chắc chứ, mà cái cõi này là cõi dục giới, cho nên nó bất hoàn, tức là không có thể hoàn lại cõi dục giới này nữa, không phải tái sanh cõi này nữa, không trở lại được nữa, là bởi vì không còn cái nhân nữa. Như vậy thì chúng ta biết rằng là người đó phải thông suốt về giáo nghĩa Phật pháp, hay còn gọi là 88 kiến hoạch, là người ta phải thông suốt rồi. Rồi nếu ta định về cái tư hoạch, thì tư hoạch thì nó có tư hoạch dục giới, tư hoạch của cô sắc giới, vô sắc giới, và tư hoạch của dục giới là từ đâu? Là từ gì? Từ gì hả? Là ngũ thú phải không? Ngũ thú, rồi sơ thiện, đó tôi nhỉ? Cái này là gì? Là cái đó là dục giới này. Còn lên tới nhị thiền, à, tam thiền, tứ thiền là gì? Là sắc. Rồi tới gì nữa? Bốn không ấy, gọi là vô sắc. Như vậy thì đây là những điều kiện mà chúng ta tái sanh ở cõi này. Như vậy cái tâm người này họ đã vượt qua nhị thiền, vượt qua sơ thiền, họ vượt qua ngũ thú rồi. Những cái tham sân si mạng, không còn cái yếu tố tham sân si mạng ở trong trong cái cảnh giới này nữa. Cho nên họ không còn cơ sở tái sanh này nữa, thành ra họ chỉ ở cõi trời thôi. Hiểu không ạ? Do đó cho nên gọi là bất hoàn. Bất hoàn nghĩa là như vậy, là do nó không còn cơ sở trở lại đây nữa. Bây giờ tại sao chúng ta tái sanh? Mà tái sanh là tại sao chúng ta chết yếu? Tại vì chúng ta giết hại chúng sanh. Tại sao hay tại sao mà chúng ta trở lại sống đời sống nghèo khó, lúc nào cũng bị mất mát? Một cái mất lớn nhất của mình là cái gì? Mất mạng. Hả? Mất mạng là nó thuộc về xác rồi. Nhưng mạng con mà mình dưỡng được cái tâm, cái điên loạn hay bị ma nhập, thì đấy gọi là gì? Là cái mất lớn nhất, phải không? Mất nhà, mất cửa, ông bằng là người điên loạn. Và có cái thân mà ma đã nhập mất, nên trộm thân mình luôn, thân mình giữ cũng không được. Như vậy thì đó cũng là tội ăn trộm. Ừ. Rồi còn sống trong cái ái ô khổ đâu, thì đó là do ái. Rồi gì nữa? Rồi nói dối, nói sai sự thật, nó lưỡi hai chiều, nó là thiêu dệt, làm cho chúng sanh điên đảo. Cho nên phải trả trở lại đây đầu thai để trả cái nợ điên đảo cho họ. Cho nên trong Thủ Lăng Nghiêm nói là tứ chủng thanh tịnh minh hối, không sát, không trộm, không dâm và không dối, thì người đó không thể nào tái sinh lại cõi này. Tiếc quá phải không? Nghe nói không tái sinh là tiếc quá phải không? Mình hút hồn sao là tiếc phải không? Tức là mình không tái sanh, tức là mình giải thoát rồi, mình chứng đắc rồi. Thành ra là ở trong Lăng Nghiêm nói đạo lý này cũng giống như là nơi chỗ này, chúng ta không còn cơ sở, không còn ở trong, không còn tham sân si mạng ở trong dục giới, ở trong sơ thiền và nhị thiền nữa, cho nên chúng ta làm với người bất hoàn. Rồi ở trong bất hoàn ấy nó có là bất hoàn hướng, xin lỗi, bất hoàn hữu vi, bất hoàn vô vi. Và đây là gì? Là đoạn trừ được 92 phải không? 92. Rồi cuối cùng là gì? Là nói đến quả A-la-hán phải không? A-la-hán thì nó cũng có hai, đó là A-la-hán hữu vi và A-la-hán vô vi. A-la-hán hữu vi là gì? Đó là đích của quả đích ấy, các pháp vô học. Trước là các pháp hữu học, bây giờ là A-la-hán là vô học, gọi là A-la-hán các pháp vô học, như là kinh, như là lực vô học, thi la vô học, thiện kinh vô học, mười pháp vô học. Mười pháp vô học này á, là chỉ cho gì hả? Chỉ cho tám thánh đạo, thơm là vô học chánh trí và vô học chánh giải thoát. Chánh kiến, nhờ chánh kiến
mà sinh được chánh tư duy, mà muốn có chánh kiến thì sao? Thì người đó phải sao? Phải có kiến. Phải kiến ở trong chánh pháp. Muốn kiến trong chánh pháp thì phải ráng đêm đêm 24/7 thứ bảy giờ bộ đồng quán mà kiến. Chứ cứ ở nhà nhắm mắt là sao mà kiến? Cho nên phải ráng tới mà kiến. Kiến là nó xây dựng cái chánh kiến lên. Và chánh kiến có thì chánh tư duy bắt đầu theo đó hình thành. Có chánh tư duy thì lời nói, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Nhờ chánh định đó nó mới có cái chánh gì nữa? Hả? Nhờ có chánh định đó là nó mới có gì? Nó mới có chánh trí. Lúc bây giờ nó tạo ra cái hiểu biết đúng đắn. Tự thông hình thành sự hiểu biết đúng đắn. Rồi cái hiểu biết đúng đắn đó nó sinh là gì? Là vô học chánh giải thoát. À, do cho nên đó ở trong A La Hán nó bắt đầu từ những cái niệm rất đơn giản là chúng ta học từ chánh pháp, dần dần hình thành chánh kiến. Và cái thứ 9 là chánh gì? Chánh trí. Và cái thứ 10 là gì? Là chánh giải thoát. Nó phải đi theo thứ tự đó chứ không thứ khác được. Không có chuyện rằng là mình cứ A Di Đà Phật là được đâu. Như là Phật làm sao mà có chánh kiến được, mà chánh giải thoát được. Nó an trong lúc đó, tâm trú trong lúc đó, nhưng mà rời khối thì vô minh hôn ám nó vẫn bao vây. Thì nắm điều này chúng ta nhận ra được phải không? Như vậy thì ở đây á, chúng ta muốn trở thành một A-la-hán hữu học, A-la-hán hữu vi, thì chúng ta thành tựu như vậy. Và ở đây nói rằng là A-la-hán vô vi là trong quá vị này, người này vĩnh viễn đoạn trừ tất cả phiền não, tham sân si các thứ ba lứa, vĩnh viễn dập tắt nấm khác, vĩnh viễn dứt trừ dứt sạch kêu dập, vĩnh viễn xa lìa phá tan hang ố. Hang ố đó là chỉ cho ngũ uẩn, là cái tường thành của ngũ uẩn nó xây dựng hang ố và chúng ta đầu thai trong đó, vượt qua bốn bậc lưu là cái gì? Hả? Vâng, và chúng ta biết bốn bậc lưu rồi phải không? À, cứu cánh vô thượng tịch tỉnh, vô thượng ái tận, ly dục tịch diệt niết bàn. Đây là những cái gì? Những cái biểu hiện sinh ra từ sự kết quả A La Hán. Những biểu hiện đó là quả A La Hán vô vi. Đó gọi là A La Hán vô vi. Chúng ta dừng lại ngay đây. Mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức cha đầy, hướng về tâm tâm cha, đệ tử và chúng sanh.